Bà Sa Đa Huy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bà Sa Đa Huy đang có mặt ở thị trấn Văn Giang của tỉnh Hưng Yên. Bà đang có mặt ở nhà vườn cây của chú Thoan, Văn Giang. Thì hôm nay thì cùng với trong ban tổ chức của Festival Cây Cảnh tỉnh Hải Dương, ban tổ chức đã có mặt ở Văn Giang và đang vào vườn chú Thoan để mời chú những tác phẩm đẹp quý nhất vườn về tham dự Festival Cây Cảnh tỉnh Hải Dương sắp tới. Thì đoàn đã đi vào trong rồi quý vị nhé. Bà Sa Đa Huy sẽ mời quý vị vào trong vườn để chiêm ngưỡng những tác phẩm của vườn chú Thoan. Vườn chú 3.000 cây quý vị ạ. Cho chào chú Thoan nhá. Chú ơi, cho chào chú nhá. Rồi, vườn cây. Đó là bạt ngàn cây. Si này về Hải Dương chơi là đúng chuẩn luôn chú ạ. Về đất Hải Dương mà trước nó xuất phát từ Hải Dương thì vừa đến xem đó. Một phô si rất là tiềm năng. Vườn chú rất nhiều quý vị ạ, nhiều cây lắm. Cây rất nhiều quý vị ạ, từ phôi rồi đến tác phẩm. Một cái chanh quả sai quá quý vị ơi. Vườn cây cực kỳ rộng lớn mà không biết chia sẻ từ đâu, quay từ đâu. Chú ạ, cái nào chú? Thế chú bán cho chú Thoan ạ? Không, chú mua Thoan nhưng mà chú không lấy được. À, mua chú Thoan, chưa mang về hả chú? Chưa. À, dạ vâng. Tiền đi giải hết rồi. Vâng, quá nhiều cây quý vị ạ. Quá nhiều. Chú Thoan, một người chơi cây có tiếng ở Văn Giang này. Vườn cây rất là rộng lớn nhưng cũng chật hết rồi. Chú rất nhiều những cây chanh. Cây chanh quả rất sai. Anh tự đang ấy à, đang thích xăm xưa đấy cho em cây chanh này. À thế à? Mua cây chanh này rồi chứ? Mua cây chanh này lên nhà mới. À. Rất hay. Rất được quả nhiều lắm anh ạ. Ừ. Cái này mà Tết mà quả này nó chín thì đẹp lắm này. Thế thôi anh. Nếu mà... To thế nhỉ, to như gần như quả quả to gần một quả cam. Anh em ơi, tôi tên bác ơi. Em xin phép bác là như này. Đến đây là rất mừng và các bác ở trên đã giao trách nhiệm chúng em đến tận vườn của bác mời một số tác phẩm đi triển lãm của tỉnh Hải Dương lần này. Vâng. Và chúng em cũng mở festival này rất là to. Vâng. Nên các bác bè trên là cũng bận chưa đi được, nhưng mà phải nhắc đến là bác Thoan là phải đến tận nơi. Vâng. Và thì chúng em qua cái quá trình ngắm chúng em thích hai tác phẩm. Vâng. Mời bác là cái tác phẩm Si này và cái cây này. Vâng. Đấy, vâng. Thì anh em cái chuối này. Chưa ơi. Đứng vào đây bắt tay với bác cái thích. Anh em mình đi ngắm tay cây tiếp. Xin chú ảnh lưu niệm. Đây tác phẩm đi chơi là tới. Quý vị ơi, đoàn mời triển lãm của triển lãm Hải Dương sắp tới đang đứng trước cái tác phẩm Si của chú Thoan. Một cái Si tới đây sẽ có mặt ở triển lãm Hải Dương, một cuộc triển lãm lớn. Một cái Si và một cây gì nhỉ anh? Cây dúi hả? Dạ vâng vâng. Mình di chuyển sang cây dúi đi. Dưới.
cây chuối nữa. Một tác phẩm chuối quý vị nhá, với chuối nghệ thuật của chú Thoan. Rồi xong rồi ạ. Bác ơi, cảm ơn bác nhé. Về tác phẩm chuối, phẩm chuối rất nghệ thuật, phẩm cưỡi si. Vì triển lãm Hải Dương sắp tới thì có những cái khu trưng bày những cái phôi VIP. Đây là cái phôi VIP của chú. Đây là phôi si VIP, phôi si tràn chậu quý vị nhé. Chất đẹp. Chào bạn Trương. Ok, chào người nên còn rất nhiều những cái cây khác quý vị nhỉ. Và xa xa chúng ta nhìn thấy cây hồng xiêm. Hồng xiêm to lắm quý vị ạ. Cây ăn quả chú cũng nhiều lắm. Chúng ta chiêm ngưỡng tác phẩm hồng xiêm tiếp theo. Một tác phẩm tranh Nam Điền này trước mắt quý vị. Cây Nam Điền, kính thưa quý vị, đây là chắc là cái cây xanh dáng long hay gì đó, nhưng mà đã cắt bỏ cái thân chính và chỉ lấy một cái tay để làm dựng lên làm thân. Hiện nay mà thành một cái cây xanh dáng lão này, nghệ thuật này. Thời gian không cho phép quý vị, mà vườn của chú cũng rất là chật, chọn những góc máy quay cũng hơi khó. Cây hoa quả rất là lớn. Khuôn viên rất rộng và có những cái khu trang trí cũng khá đẹp. Bể cá koi anh. Ô, quý vị ở đây có bể cá koi. Đây là cái khu vườn cây, vừa là vườn cây và vừa nhà hàng của chú. Trước quý vị là đại gia Nguyên Vũ. À, em chào anh Đức Huy nhé. Đại gia Nguyên Vũ. Đây làm anh rất thích cho mình. Vừa rồi anh ấy, vừa rồi anh Nguyên Vũ anh ấy bán cũng thu về mấy tỷ tiền cây mà chưa ra đồng nào cả. Thưa quý vị, Bà Sa Đức Huy vừa gửi tới quý vị một cái thước phim đoàn ban tổ chức triển lãm festival triển lãm Hải Dương đến vườn chú Thoan, mời những tác phẩm của chú về tham dự triển lãm. Bà Sa Đức Huy đến đây xin phép quý vị để dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.